Tôi là tôi mệt mỏi lắm rồi đó. Nửa đêm nửa hôm tôi đi ngủ mà cũng không được ngủ yên nữa. Trời ơi, là trời. Bà nè con. Dạ, mẹ. Trời ơi, chẳng có sao không? Không có tôi rồi trời. Cha mẹ làm cái gì vậy? Làm cái gì? Cha hỏi con hồi nãy giờ con nói chuyện với ai trong cái phòng này hả? Con... Ai? Có ai đâu. Ngày mai tôi sẽ đi rước thầy Pháp về cúng vong cho nó. Dạ. Là nó hết nói chuyện một mình vậy thôi. Trời ơi cha. Cha mẹ thôi đi. Con có bị nhập gì đâu. Đừng có rước thầy bà về. Nè, ngươi là ai? Có phải là chị của tôi không? Hay là hồn ma nhập? Cái thằng già dạ? Nói cái gì vậy lép? Mẹ, mặt của chị á không có được bình thường. Giống như là bị vong theo vậy đó. Khổ ghê vậy đó. Đó, anh thấy chưa? Bây giờ ai cũng tưởng tôi bị khùng bị điên hết đó. Anh vừa lòng chưa? Bây giờ cha mẹ tôi đòi kêu thầy lại giải tài cho tôi kìa. Anh nào? Mày nói anh nào? Thôi được rồi, bây giờ con sẽ nói cho cha mẹ nghe nè. Con không có bị nhập gì hết. Cha mẹ có nhớ cái hôm á mà con qua làng bên bắt heo. Bữa đó đó, con làm bể một cái bình. Mà trong cái bình đó có chứa một quan hồn. Quan hồn? Anh ta là hồn bị chết quan, bị nhốt trong cái bình đó. Nhưng mà anh ta rất hiền lành, không có làm hại ai hết á. Anh ta chỉ muốn nhờ con tìm người yêu cũ của anh ta mà thôi. Vì sao hả? Vì con á có một khuôn mặt giống y hệt người yêu cũ của ảnh vậy đó.